Và xin chào mừng các bạn, chúng ta đang đến với sân vận động Etihad, sân nhà của Manchester City. Ngày hôm nay họ sẽ có cuộc tiếp đón búa tạ West Ham United. Như vậy là hiệp 1 cũng đã được bắt đầu. Khởi đầu. Man City đang rất quyết tâm ở trong trận đấu này. Khánh Quê, khởi đầu. Cái đã biên chờ, xin các bạn phạt góc chờ Manchester City. Cái khởi đầu. Khánh Quân được tung ra cú đá của Khánh Quân, khởi đầu. Khánh Quân, tình huống xuất xa của Khánh Quân. Hai cầu thủ này vẫn chưa có những pha phối hợp ăn ý với nhau. Khánh Quân không vào. Hoàng Phúc, tốc độ của Hoàng Phúc, Hoàng Phúc không thắng được Cường Ederson, được chuyền vào phía trong. Khánh Quân không vào. Buổi chiều nay Khánh Quân vừa thi đấu ở một giải đấu khác. Cơ hội dành cho Man City. Đội trinh không bầu. Quả chạy bóng. Cơ hội không bầu. Đội truyền ra. Cơ hội dành cho Man City. Cơ hội không bầu. Lần hai. Khánh Quân, Khánh Quân, cơ hội là đây, Khánh Quân, không vào. Đã biên cho câu lạc bộ Man City. Khánh Quân, đội chuyền, cơ hội. Và đó là cầu thủ West Ham. Không vào. Dứt điểm. Không vào. Vậy chúng ta sẽ phải xem là tình huống trước đó liệu xe bóng đã đi vào lưới hay chưa. Khánh Quân, Khánh Quân, tôi không vào. Man City đang có nguy cơ phải chia điểm ở trận đấu này. Khánh Quân không vào.